máy băm rất là đều, thay lát cũng rất. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy băm thái đa năng Takeo 2.2. Máy sử dụng motor 2.2 kW, 100% dây đồng, kết nối với lưỡi dao bằng hệ thống dây Cura và trục quay. Bây giờ tôi sẽ test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Chúng ta cắm nguồn điện vào, máy sẽ hoạt động và ta sẽ đưa nguyên liệu vào. Tiếp theo ta sẽ test cành cây. Chiếc máy này có rất là nhiều ứng dụng, ta có thể băm cành cây ở trong vườn hoặc là sử dụng cho mục đích băm cây thuốc. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem sản phẩm của chiếc máy này băm ra. Máy băm rất là đều, thái lát cũng rất là đều và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã coi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.